Mua thuốc đến nhà thuốc IDC. Chào mừng quý vị khán giả của chương trình Sống Khỏe cùng IDC Life. Thưa quý vị, tiếp tục sẽ là những kiến thức bổ ích liên quan đến những căn bệnh thường gặp trong cuộc sống. Ngày hôm nay thì chúng tôi mời quý vị sẽ tiếp tục đồng hành với chương trình để tìm hiểu về chủ đề đó là mắc tiểu liên tục, tiểu dắt khi quan hệ, liệu rằng có nguy hiểm hay không? Các đấng mày râu có lẽ là chúng ta sẽ cần phải chú ý đến chương trình ngày hôm nay để sẽ có cho mình những kiến thức bổ ích từ bác sĩ của chúng tôi. Xin được trân trọng giới thiệu đó là bác sĩ chuyên khoa thận tiết niệu và nam học Tô Hiệu. Xin được gửi lời chào đến với bác sĩ Tô Hiệu. Chào MC. Chào quý vị khán giả xem truyền hình. Vâng, thưa bác sĩ Tô Hiệu thân mến, chuyện phòng the, chuyện thầm kín có lẽ là một chuyện rất là khó nói đúng không ạ? Chính vì khó nói nên là nhiều cặp đôi thường là ngại ngùng và bỏ qua những cái vấn đề mà mình gặp phải, từ đó đôi khi dẫn đến tình trạng là rạn nứt hôn nhân cũng như là rạn nứt tình cảm lứa đôi. Tiểu dắt hay là tiểu buốt sau khi quan hệ cũng nghĩ thấy rằng là một cái tình trạng khá là phổ biến, và nhiều người thì coi rằng đó là một cái hiện tượng bình thường thôi và bỏ qua. Trước khi mà cùng bàn luận sâu hơn về chủ đề ngày hôm nay thì Công Nghiệm muốn được bác sĩ Tô Hiệu giải thích mắc tiểu dắt hay là tiểu buốt thì là gì. Bác sĩ có thể chia sẻ điều này cùng với quý vị khán giả được không ạ? Tiểu dắt là một tình trạng bất thường, trong đó bệnh nhân là đi tiểu nhiều lần và liên tục trong một ngày, và mỗi lần đi thì chỉ được một ít nước tiểu. Và cái tình trạng này chúng ta phân biệt với lại đi tiểu nhiều lần. Đi tiểu nhiều lần là cũng đi với số lượng nhiều, tuy nhiên là mỗi lần đi thì cái số lượng nước tiểu vẫn có nhiều như bình thường, và nhiều trường hợp là khiến cho bệnh nhân không kịp đi và chảy nước tiểu ra quần, còn gọi là tiểu són, gây ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe cũng như là sinh hoạt hàng ngày của bệnh nhân. Tiểu dắt sau khi quan hệ thì do nhiều nguyên nhân gây ra, và tùy theo từng nguyên nhân mà có cái mức độ nguy hiểm của từng trường hợp là khác nhau. Tuy nhiên, nếu mà các triệu chứng tiểu dắt, tiểu nhiều lần kéo dài, mà để kéo dài thì sẽ ảnh hưởng rất lớn đến với sức khỏe tình dục cũng giống như là sức khỏe sinh hoạt hàng ngày, mà đặc biệt là đó có thể là một cái báo hiệu của một cái bệnh lý nam khoa nguy hiểm, ví dụ như là viêm đường tiết niệu, viêm niệu đạo không đặc hiệu do vi khuẩn không đặc hiệu và vi khuẩn đặc hiệu, như là viêm niệu đạo, viêm tiền liệt tuyến, viêm ống phóng tinh, viêm túi tinh. Vâng, thưa bác sĩ, tình trạng này nếu như kéo dài thì nó sẽ ảnh hưởng như thế nào tới sức khỏe của chúng ta, thưa bác sĩ? Cái tình trạng tiểu dắt này mà kéo dài thì có ảnh hưởng rất là lớn đến cái sinh hoạt hàng ngày của bệnh nhân. Thứ hai nữa là có ảnh hưởng đến tình trạng về tâm lý, sinh lý của bệnh nhân. Và cái trạng này có thể làm cho cái bệnh nhân lo âu, căng thẳng, thậm chí là stress. Không biết là mình mắc cái bệnh gì có nghiêm trọng, trầm trọng không. Đấy, từ đó dẫn đến cái hệ lụy lớn là có thể gây mất ngủ này, rối loạn về lo âu, thậm chí là nhiều người lo sợ quá dẫn đến trầm cảm. Vâng, thưa bác sĩ Tô Hiệu thân mến, như Công Nghĩa chia sẻ phần đầu chương trình, tiểu dắt hay là tiểu nhiều lần sau khi quan hệ thì cũng là một cái tình trạng khá là bình thường và nhiều cặp đôi cũng chia sẻ họ gặp phải. Nên vì thế mà họ thường bỏ qua cái tình trạng này. Vậy thì tiểu dắt hay là tiểu buốt, tiểu nhiều lần sau khi quan hệ nó có thể là báo hiệu của những căn bệnh nguy hiểm nào hay là những cái căn bệnh về đường tình dục nào không? Bác sĩ có thể chia sẻ cùng với quý vị khán giả được không ạ? Tiểu dắt sau quan hệ thì do rất là nhiều nguyên nhân gây ra, nhưng mà dù là do nguyên nhân nào đi nữa, nếu mà để tình trạng kéo dài thì sẽ rất là nguy hiểm. Và tình trạng này ngoài ảnh hưởng đến cái sức khỏe sinh hoạt, sức khỏe hàng ngày cũng giống như sức khỏe tâm lý, mà còn là một cái biểu hiện báo hiệu mà có thể mắc một cái bệnh lý nam khoa nguy hiểm, ví dụ như là có cái bệnh lý về cái nhiễm khuẩn do vi khuẩn đặc hiệu và vi khuẩn không đặc hiệu, chẳng hạn như là viêm niệu đạo, viêm bàng quang, viêm tiền liệt tuyến, viêm ống phóng tinh, viêm túi tinh, thậm chí là có thể viêm tinh hoàn.
Với những cặp đôi đang rơi vào hoàn cảnh là tiểu dắt rồi thì tiểu buốt sau quan hệ, và thậm chí là có cặp đôi khi đang quan hệ cũng mắc tiểu hay là tiểu dắt, thì bác sĩ có những cái lời khuyên và chia sẻ như thế nào trong hoàn cảnh này ạ? Đối với những tình trạng hay mắc phải ở các cặp đôi trước, trong và sau khi quan hệ thì tôi xin chia sẻ một số giải pháp như sau. Thứ nhất là trước và sau khi quan hệ thì chúng ta nên đi tiểu. Nhưng tuy nhiên là có hai chuyên ngành, hai trường hợp đối với nam và nữ. Với nữ thì nên đi tiểu ngay sau quan hệ, còn đối với nam thì chúng ta lại không nên đi tiểu ngay, vì là khi cái ta quan hệ xong, khi xuất tinh thì cái dương vật chúng ta vẫn còn cương cứng, các trương lực cơ vẫn còn căng, và khi đi tiểu thì chắc chắn là các cơ thắt chưa thể mở ra, và vì thế có thể đẩy sâu cái vi khuẩn vào sâu bên trong, có thể đẩy vào gây viêm tỷ liệt tuyến và viêm mạc quang chẳng hạn. Và cái giải pháp uống nhiều nước này là theo nguyên lý là loại bỏ các vi khuẩn có thể xâm nhập nhiễm khuẩn ngược dòng qua cái đường niệu đạo của cả nam và nữ. Thế và uống nhiều nước sau khi quan hệ thì chúng ta nên uống hàng ngày với số lượng nước là từ 1,5 lít đến 2 lít một ngày, và uống chia đều, giải đều trong hàng ngày, và đặc biệt là nên uống nhiều hơn sau khi quan hệ. Chúng ta có thể sử dụng một số cái thuốc lợi tiểu nhẹ từ cái đông y, như là cái nước dâu ngô hay là bông mã đề có tác dụng lợi tiểu thì sẽ hiệu quả hơn trong cái trường hợp bài trừ vi khuẩn của đường tiết niệu, cũng như là phòng tránh cái viêm điểm đường tiết niệu sau quan hệ. Cái giải pháp nữa là chúng ta nên tránh, hạn chế mặc cái đồ lót hoặc là quần áo chặt, vì sẽ gây tình trạng là toát mồ hôi, gây ẩm thấp, dễ gây viêm nhiễm cái đường tiết niệu sinh dục, đặc biệt là ở nữ. Và chúng ta đặc biệt là không nên nhịn tiểu. Cái nhịn tiểu thì sẽ làm cho cái ứ đọng nước tiểu, và đấy là cái môi trường thuận lợi cho vi khuẩn dễ phát triển. Tiếp là chúng ta nên uống một số loại nước ép mà có giàu vitamin C, ví dụ là nước cam, nước việt quất, nước bưởi gì đó. Vì các loại nước này thì cũng tốt, có tác dụng hỗ trợ phòng tránh các triệu chứng viêm đường tiết niệu. Vâng, thưa bác sĩ, chúng ta thấy rằng là thận luôn luôn là một trong những cơ quan quyết định rất là nhiều đến sức khỏe của chúng ta, trong đó có sức khỏe về chuyện chăn gối thầm kín. Tiểu dắt, tiểu buốt, như bác sĩ cũng có chia sẻ ở phần đầu chương trình, thì đó có thể là một trong những cái triệu chứng liên quan đến việc là thận cũng đang hoạt động yếu và kém, đúng không ạ? Vậy thì có những cái sản phẩm nào hiện nay giúp cho tình trạng này được cải thiện? Đặc biệt là công nghệ thấy rằng là nhiều người thì e ngại khi dùng thuốc Tây, cũng như là những cái loại thuốc gọi là cấp tốc để giúp lấy lại phong độ. Thay vào đó thì họ tìm đến những cái loại thảo dược. Thì chúng ta có những cái loại thảo dược cũng như là những cái sản phẩm nào chứa những cái thành phần như vậy ở trên thị trường mà an toàn để giúp cho người sử dụng có thể yên tâm sử dụng đây ạ, thưa bác sĩ? Chúng ta có thể sử dụng các bài thuốc đông y để điều trị dứt điểm cái tình trạng tiểu buốt tiểu dắt này. Ngoài một số loại thuốc có tính mát, tính lợi niệu nhẹ, thì chúng ta có thể sử dụng thêm một số sản phẩm mà chức năng có tác dụng là bổ thận, tráng dương, và cải thiện cái tình trạng đi tiểu nhiều, đau lưng, hay là có thể cải thiện cái sức khỏe tâm lý, sự mệt mỏi, cũng như là cái trường hợp mà can thận hư hoặc là cái suy giảm tình dục thì cũng có thể sử dụng. Và cái sản phẩm Viking Man thì đây là một sản phẩm đông y mà có chứa rất là nhiều vị thuốc quý. Trong đó thì các vị thuốc đã được gia giảm sao cho phù hợp với cái tình trạng bệnh lý và được bào chế dưới dạng viên. Vì vậy theo tôi là rất là, thứ nhất là thuận tiện cho người sử dụng, thứ hai là cái tính an toàn, hiệu quả, và đặc biệt là đã được cấp phép của y tế nên chúng ta hoàn toàn có thể yên tâm sử dụng. Vâng, xin được cảm ơn những chia sẻ vừa rồi đến từ bác sĩ Tô Hiệu. Thưa quý vị khán giả, hy vọng rằng với những chia sẻ vừa rồi đến từ bác sĩ Tô Hiệu, quý vị đã có cho mình những kiến thức và thông tin bổ ích để chăm sóc sức khỏe của chính bản thân mình cũng như là những người thân trong gia đình được tốt hơn. Quý vị đừng quên, để được tư vấn kỹ hơn, quý vị có thể gọi về số hotline 0854 400102, hoặc quý vị cũng có thể gửi thư đến với địa chỉ hòm thư điện tử
tư vấn bác sĩ 115@gmail.com. Còn bây giờ thì chương trình Sống Khỏe cùng IDC Life. Xin chào quý vị khán giả và hẹn gặp lại ở những chương trình lần sau. Mua thuốc đến nhà thuốc IDC.